À, vừa lên chưa? Vừa lên gì nhùa. Hay căng lại nên nó chia mấy cái tay. Giờ em nhúng được. Giờ nó thấy nãy nó bị ngục. Được rồi, được chị nhồi được rồi, không có chia đây đâu. Chúng ba trái tay chia. Giờ được chưa? Cái tay đây nè, nó chia hết cái nát rồi chưa không? Chúng ba ơi. Ồ, thấy bông đã đánh nở ra mà bữa giờ cánh lăng tàn quá mong. Đấy, mà đem cách dầm cây đấy. Cái bông màu hồng, hồng nhạt đây. Màu đỏ ấy, màu đỏ cái này. Cái bông lên con ruột nhì vậy, ua, nhô nhanh lắm. Nhô quen là nhô như cái mấy. Giờ mà chỉ có cái lưng của một việc ấy nhanh lên view lắm. Tiếp theo từ lưng nách tóc bạc là ít lên nhất. Vậy này hết nhô tóc bạc ấy cũng nhô ấy, một kiểu ưu tiên mấy cái này hơn, là nhiều là quay hơn. Tóc bạc thì dao động từ 100 đến 500, cái đây thì 500 đến 1000. Vô cao cao chỗ đây đấy. Nhô đà lắm mà nên làm biếu nó bị nụ không hợp tác. Ơi né né giùm, né giùm nhô giùm, muốn không nhô quen quen dừa dừa thấy không khổ sở không. Rồi vui vẻ rồi lên nhớ mặt gái mà vậu vậu luôn vậy. Chuyện bánh nha đây. Anh bánh đã uống sữa nó ngon rồi đây. Đụng chú ba đang quay rồi đây. Một kia hai mẹ cũng hết rồi. Đi nhà ơi, uống đi ra, uống mua bọn kêu về con à. Vô hai coi kìa, cắm vô cái bi để. Mày nói mẹ làm cho con mà. Mẹ không có mẹ đâu. Mẹ đâu thứ bảy mà. Bà đây thứ mấy? Mày nói thứ mấy hồi nào? Thử. Mệt quá, nói cốm ăn đói bụng rồi. Quay tự nhiên bánh ăn ăn cốm. Chưa đủ ấy. Chưa, mua tay. Không mua tay. Cái gì?